sông bên tay phải của mình bây giờ là sông Luồng, không phải là sông Mã nữa. Hàng Mã bên tay phải đấy chị. Ừ. Mình đi lên là có Hàng Mã đúng không? Có cái Hàng Mã nhưng mà hắn ở như sông Mã kia. Đây hình như đây đây là sông Luồng rồi chứ không phải là sông Mã nữa. Lên đây hắn là sông Luồng, cái sông Luồng này là đổ ra sông Mã, không biết có phải là đây là sông Luồng hay là sông Mã đây. Hồng bắn ra bút
cầu Nam Đông. Xin lỗi.